Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn ba cái mẫu ghế xe thể thao, loại nhỏ, loại trung và loại đại. Thì trước đây thì đã có giới thiệu đến cái mẫu ghế loại nhỏ rồi. Hôm nay thì mình để ra đây cạnh đây cho nó dễ quan sát và dễ so sánh. Thì cái mẫu ghế loại nhỏ thì các bạn đã biết về kích thước của nó rồi. Còn hôm nay thì có thêm hai loại cỡ nhỏ và cỡ trung và cỡ đại nữa. Thì mình xin được đưa ra các cái thông số cho các bạn tham khảo. Đầu tiên là cái kích thước tựa lưng này. Có chiều dài là 7.18. Tính từ phần ngồi là chiều cao này, đấy là đối với ghế đại nhé. Độ rộng nhất của nó là 53 cm. Phần chiều cao, phần chiều rộng ghế ngồi này là 38 cm. Đấy, đây là phần tính phần lòng bên trong. Đối với cái ghế tầm trung thì có cái phần tựa lưng là 68 cm này. Chiều rộng này 43 cm. Phần ghế ngồi này là 38 cm. Cả ba cái mẫu ghế này thì nói chung đều dùng cho người lớn được. Đối với cái ghế mẫu nhỏ này thì nó cũng hơi nhỏ một chút, nhưng nếu ngồi thì vẫn ngồi được bình thường. Nó phù hợp với cái tầm cỡ nhỏ nhỏ, người tầm khoảng 1m6 và 50kg thì 50-55kg thì có thể ngồi cái mẫu ghế nhỏ này được. Còn cái mẫu ghế lớn này thì có thể dùng chung cho tất cả mọi người. Rất là cao, có thể tựa đến tận gáy, đến đỉnh đầu đều dựa được vào cái ghế này. Rất là to. Thì tùy theo cái mục đích sử dụng của khách hàng thì mình lựa chọn cái mẫu nào cho nó phù hợp và giá thành nó hợp lý. Ghế to thì nó sẽ đắt hơn, còn ghế nhỏ thì nó rẻ, nhưng mà nó lại không ôm được người. Còn ghế trung bình, đấy, mẫu ghế to là mẫu ghế đẹp nhất, dày nhất về cái độ dày của cái phần thân ngồi đây này. Đấy, cái độ dày thân ngồi của nó tới 14 cm. Còn đối với những cái ghế hạng trung thì nó chỉ có khoảng 8-9 thôi. Đây, ghế hạng bé này, cỡ nhỏ này nó cũng chỉ 8 thôi. Riêng đối với ghế lớn này là cái độ dày ghế nó rất là dày, dày tới 16 mm. Đấy. Chiều rộng phủ bì đây này. Chiều rộng phủ bì của nó là 45 này. Đấy, phần ghế ngồi đấy. Cái ghế thể thao này thì nó chỉ có trượt lên trượt xuống thôi, chứ nó không có ngả ra ngả vào như cái dòng ghế ô tô mình đã bán trước đây. Các bạn có thể xem lại cái video đăng lâu rồi đấy, thì nó có trượt và ngả gập. Đây là ba mẫu ghế thể thao hiện có trên thị trường hiện nay, là tất cả là đều có ở đây, chỉ có ba mẫu này thôi. Ngoài ra thì nó có màu đen nhưng mà ít người dùng thì mình cũng không lấy về. Đây chỉ có màu đỏ đen thôi.
Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.